Những ai thi môn văn viết hai ba cặp giấy mới hiểu cảm giác này nè. Trời ơi, tao lo quá mày ơi. Sao vậy? Vô bài hả? Có, mà ôn sơ sơ à. Ngữ văn mà, có biết cái gì đâu mà ôn kỹ. Trời ơi, một lát biết á, viết được nhiêu nữa nè. Thôi kệ đi mày ơi, ngữ văn mà, làm đại đi, nghĩ về viết đó, tao cũng vậy nè. Đây, cắt hết tập sách vở lên đây hết chưa? Cô nói rồi nha, bạn nào á mà quay tài liệu hay là nói chuyện qua lại là trao đổi bài này cô đánh giá bài đó nghe chưa? Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu thi môn ngữ văn, thi giữa kỳ ha tụi em. Thời gian làm là 90 phút nha. Rồi nè, cô bắt đầu nè. Nè em. Dạ. Nè. Dạ. Ôi cái đề cũng được. Rồi, bắt đầu tính giờ làm bài nha tụi em. À, bạn nào mà có hết giấy á thì giơ tay xin cô đưa thêm cặp giấy cho viết tiếp nha. Ơi, mở bài sao đây trời. Cái môn văn như là lú à trời. Ê, có ý tưởng. Ê, được được được. Hay 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 hay, viết viết viết. Mở bài. Trời ơi, trúng tủ hay gì mà viết dữ vậy má? Đang vô đang vô. Trời, tự nhiên cái hả? Ý tưởng đâu hả? Chữ nghĩa quá trời luôn. Viết đã luôn. U ngon mày. Trời ơi, tao nghĩ nát óc mình viết được mấy câu à. Không biết nữa, đại đi. Ôi, hết giấy rồi. Ơ, cô ơi, cho em xin thêm một cặp giấy. Ô, dữ mày ơi. Ủa gì bữa nay ghê vậy mày? Đù, cặp thứ hai luôn hả? Trời ơi, ta chưa viết được mặt mặt giấy thứ nhất nữa. Nè. Dạ. Mày đi tới đâu ta? Con này bữa nay ăn nhầm gì mà ghê trời. Ôi, hết rồi. À, cô ơi, dạ cho em xin thêm cặp giấy cuối cùng. Dạ, em còn khúc xíu nữa. Nữa hả? Trời ơi, má nó bữa nay bị ai dựa vậy? Trời, nữa hả? Trời ơi, gì má? Ta mới viết á, kết bài có một cặp giấy rồi, mày cặp thứ ba rồi. Trời trời trời. Nè. Dạ. Rồi, cô phát cái bài thi giữa kỳ ngữ văn hôm bữa ha. Trời ơi, lo quá mày ơi. Cầu mong là cái bài ngữ văn thi giữa kỳ được 5 điểm nha, 5 điểm thôi là đủ rồi. Mày được mấy điểm? Mày nhắm được mấy điểm? Tao cũng không biết nữa. Tao nhắm chừng đâu, bữa tao viết cũng nhiều lắm á, ba cặp giấy đó. Chắc cũng được 7 điểm mấy, 8 điểm. Tao hy vọng cỡ đó. Mày điểm cỡ đó là đúng rồi. Viết tới ba cặp giấy mà, viết mà không chừa cho ai viết luôn á. Ơi, hôm bữa bị quỷ nhập cái gì má. Thôi kệ đi, phát đà biết nhiêu điểm được nè. Ơi, cô phát bài kìa. Phạm Thiến Nhi nè, trời viết dữ ha, ba cặp giấy luôn. Dạ. Tuấn Anh nè. Dạ. Ê, hên quá, được 6 điểm trời ơi. Mày mấy điểm? Viết cho cố vô, tao viết còn đôi giấy mà được 6 điểm, viết cho giữ ba cặp giấy được có 4 điểm. Cái đồn như lời thiệt chứ. Khi hai đứa đều dốt mà còn ngồi cạnh nhau kiểu. Bây giờ thầy sẽ cho một cái bài tập và xin code rồi thầy giải thử cho tụi em coi ha. Nè, xin it bằng 2 bằng... Trời ơi, thầy nói cái gì không có hiểu quá trời. Trời ơi, nhỏ này, sao bữa nay nó hiểu bài dữ vậy? Trời ơi, sao bữa nay nó giỏi như ta? Này, thực ra cái cách áp dụng công thức sin với cos đó nó khá là đơn giản. Tụi em chỉ cần nhớ cái câu tục ngữ, cái câu ca dao thế này nè. Sin đi học, cứ khóc hoài, thôi đừng khóc, có kẹo đây. Đó, nhớ nằm lòng cái câu đó, là áp dụng là ra, hiểu chưa? Dạ hiểu. Dạ hiểu. Dạ hiểu. Ừ, dạ hiểu. Mày hiểu gì không? Không. Trời má, không hiểu mà cũng la hiểu lớn vậy má. Còn mày hiểu gì không? Ủa, mà lúc nãy ông thầy ông giảng bài á, tao thấy mày á nhìn chăm 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 chú lắm mà gật gật đầu nữa, tao tưởng mày hiểu chứ. Trời ơi, giả bộ chăm chú nghe giảng vậy thôi má, chứ trong não có cái quần què vậy đó. Ê, mà tao không hiểu nổi tại sao hồi đầu năm bà cô chủ nhiệm á, bà ghép tao với mày ngồi chung với nhau được luôn á. Trong khi đó bà thừa biết là tao với mày là học dốt nhất lớn. Trời ơi, cái điểm môn nào cũng thấp, xém thi lại không đó. Thường thường nha, người ta hay ghép một đứa giỏi với một đứa học dở, để mà cái đứa giỏi nó kèm cặp cái đứa học dở. Vậy mà bà cố tình bà ghép tao với mày ngồi chung với nhau trời. Hồi đầu năm á, tao có xin bà cô giáo chủ nhiệm á, là đã nói á, cô ơi, năm ngoái em xém ở lại lớp á, cô xếp
cho em á kế bạn lớp trưởng hay lớp phó học tập nữa cô, cho hai bạn kèm em. Cái bà chửi bà nhìn tao vậy nè má, mày đâu có trò đâu. Bà nói hả, cho sếp vậy cho em ỉ lại hả, thôi ngồi chung với bạn Quỳnh đi đó, giờ tao với mày thành chị em song sinh luôn rồi đó má. Thiệt chứ, không biết hết năm nay á tao với mày lên lớp nổi không. Thôi kệ đi má, có ở lại lớp thì ở lại chung, chị em mình lại có nhau. Cắt hết tập sách vở vô nha tụi em. Rồi, cô phát đề ha. Nè em. Trời ơi. Má nhìn vô cái đề thứ nhất nhất cái đầu rồi đó má. Ê, câu 1 dễ nè. 1A nha má của anh đi. Rồi, làm bài tụi em. Ê, cái câu số 2. Cái quỳ tím mà nhúng vô axit thì chuyển qua màu gì? Màu gì má? Tao không nghĩ nó là màu xanh đâu má ơi. Màu đỏ là càng không. Màu đỏ thì nó nổi quá. Nổi quá không ai cho cái đề vậy hết trơn má. Tao nghĩ là màu trắng á. Rồi, tính màu trắng đi. Ê, vậy cũng hợp lý ha. Cái áo tụi mình đang mặc cũng màu trắng nè. Thôi khoanh đại màu trắng đi má. Ê, cái câu cái căn bằng phương trình á, căn bằng sao vậy? Cái gì vậy má, làm gì vậy? Khoanh lụi chứ gì má. Biết được hai câu đầu. Bây giờ mấy câu còn lại không biết câu nào hết trơn. Bây giờ xếp tờ giấy ABCD và bóc đại, khoanh đại luôn chứ sao vậy. Ê, mày bóc được câu nào á, mày đọc cái đáp án cho tao khoanh luôn nha. Chứ tao cũng biết cái quần què luôn. Kệ bà đi, sai sai chung cho nó vui má. Rồi, câu số 3C. Ê, 3C nè, khoanh vô đi. Rồi. Cô phát cái bài kiểm tra ngày em qua nha. Phạm Thị Quỳnh nè. 5 điểm nè má. Hên quá trình trung bình. 5 điểm rưỡi. Tình chứ trời, hai đứa ngồi chung đứa 5 điểm đứa 5 rưỡi. Khi nghe tin lớp có anh thầy 2K3 về thực tập kiểu. Ê tụi bây ơi, tin hot. Cái vụ gì vậy? Gì vậy? Tao nghe lớp kia bên nói á, qua này á có một anh thầy 2K3 vô trường mình dạy thực tập môn toán đó má. Bữa nay vô dạy lớp mình nè. Thiệt hả? Trời ơi, ta sắp thoát ế rồi, ta sắp hết cô đơn rồi mấy má ơi. Ôi, thiệt hả? Trời đã quá tụi bay ơi. Trời ơi, thiệt hả? Trời đã quá à. Ôi, trời, sửa soạn mới được. Ê, đẹp trai không? Mà bông hay trái vậy? Cao hay thấp? Tao nghe đồn á, là ảnh cao, ảnh đẹp trai, ảnh manly lắm. Trời, người ta là hot đó. Trời ơi, đã. Bớt lại mấy má, tao cũng về chó, tao sửa soạn đây. Để miếng son cái đã. Ê Tú, 10 miếng son ơi. Má này, đi học mà không đem theo cái gì cho vậy má. Nè. Ui. Trời ơi, cái mặt còn chưa có mịn lắm. À, Tú. Cái gì? Xong chưa? Cho mượn miếng phấn thủ coi. Trời đất ơi, chờ xíu, xong rồi nè. Nè. Trời ơi. Ê Tứ, mày nhìn cái mặt tao coi, đều màu chưa? À, được hả? Để đánh hư cái cổ luôn. Chết rồi, sao tóc tai bữa nay như con khùng vậy trời. Ê, có ai làm tóc bới cao cao lên giùm tao ơi. Nhi, qua đây, tao làm tóc cho má. Ê, bây giờ tao bới cao lên ha. Rồi, mày cứ búi nó cao cao lên giùm tao, nhìn cái mặt cho tao cho nó thoang thoát được. Rồi, đẹp rồi đó má. Về chỗ ngồi đi. Được chưa? Rồi, ok. Ê, hình như ông thầy ông vô kìa. Trời ơi, đẹp trai quá. Đâu? Trời ơi, má ơi, hết bồi má ơi. Trời ơi, nhìn dễ thương quá mày. Trời ơi, má ơi, đẹp trai quá má. Ê, nhìn dễ thương quá mày ơi. Ê, má. Ê, cái gì má? Nhìn ảnh tao rụng trứng luôn nè má. Trời đất ơi, má làm quá à. Trời ơi. Im im. Hello, cả nhà yêu của Kem. Hello, cả nhà yêu của Kem. Má đồn như lời. Những ai mà không được làm tròn điểm sẽ hiểu cái cảm giác này nè. Trật tự nè tụi em, cô phát cái bài kiểm tra thi giữa kỳ vừa rồi nè. Trời ơi, không biết tao được mấy điểm nữa. Hôm bữa tao làm không được gì hết trơn á. Mày nắm mày được mấy điểm? Môn văn á thì tao có thể dở thiệt, nhưng mà tao chắc chắn với mày môn toán là tao không bao giờ dở. Hôm bữa tao làm được gần hết luôn đó. Chắc kỳ này cũng được 9 tới 10 điểm đó. Ồ ghê mày.
Vậy mà bữa tao hỏi á, không dám chỉ ra được một câu nữa. À ha, à, à, Tấn Phát nè. Dạ. Ây, trời, sao có 4.75 vậy, không được 5 điểm nữa trời. Mày được nhiêu điểm? À, Yến Nhi nè. Dạ. Ôi, trời ơi, 9 điểm nữa luôn nè mày. Ôi má, bà cô nhớ làm trò tao không thấy 25 mới được 5 điểm nữa trời. Trời quỷ sao mày ghê vậy. Hôm qua thì ngư dân phát bài ra thì được có 4 điểm mà. Vậy thì toán 9 điểm rưỡi luôn. Chứ sao, mày chưa nghe một cái triết lý là đứa nào ở nhà mà học giỏi văn thì chắc chắn cái đứa đó sẽ dốt toán. Còn cái đứa nào mà dốt văn thì chắc chắn sẽ giỏi toán như tao vậy nè. Ủa Như mày được mấy điểm? Tao được 5 điểm vừa đủ luôn mày. Mày được nhiêu? Có 4.75 mà trời ơi, tức ghê luôn á, thiếu 0.25 nữa là được 5 điểm mà. Vậy mà bà cô bấm dám nâng tao lên luôn á trời. Ờ ha, tao bà cô bấm nâng cho mày. Ê, tao được bà cô nâng điểm hay gì nè. Tao thấy cũng 4.75 nè, cộng thêm 0.25 bằng 5 nè. Ủa vậy hả? Ê, cho tao mượn cái bài của mày đi. Tao lên tao nói bà cô nâng cho tao lên 0.25 nữa. Ừ, đi lên trả xin bả đi. Ờ, cô ơi. Hả? Gì đó Phát? Ờ, cô ơi, bài của bạn Như cũng được 4.75, bài của em cũng được 4.75. Mà bài bạn Như được cô nâng thêm cộng 0.25 hành năm á cô. Sao bài của em cô nâng cho em thêm 0.25 cho chẳng hành năm đi cô. Đâu cô coi coi. Trời ơi, cô đâu có nâng điểm cho bạn Như đâu nè. Bạn Như lúc đầu cô chấm là được 4.75, nhưng mà cô chấm thiếu bạn Như một câu. Cô tính lại thì cho nên là cô mới cộng cho bạn Như thêm 0.25 là cái câu cô chấm sót bạn Như. Cho nên bạn Như mới được 5 điểm. Còn em là 4.75 là cô chấm đúng đủ câu, em làm đúng rồi nè. Cho nên cô đâu chấm sai cho em đâu mà sao cô cộng cho em thêm được 0.25 như bạn Như được. Ủa vậy hả cô? Thôi cô ơi, vậy thôi em được 4.75 rồi, cô làm trò chút xíu nữa, 0.25 nữa. Cô làm trò hành năm giùm em đi cô, cho em đủ điểm đi cô. Không có được, 0.25 là cái điểm thi giữa kỳ nó nhăn lên cũng nhiều lắm. Cái này thực lực của em là chỉ được 4.75 là 4.75 thôi, cô không có nâng điểm cho em được. Cái này đâu phải như là kiểm tra 15 phút hay là kiểm tra miệng gì đâu mà cô nâng được cho em. Cô không có nâng được đâu. Cô nâng cho em đi cô, em đang nghỉ cô luôn á. Cô nâng đi làm sao em hứa em sẽ học bài làm bài kỹ hơn. Không có xin cô nâng điểm đâu cô. Cô nói không có được là không có được. Cô nâng cho em 0.25 đi, còn tất cả các bạn lại còn lại sao? Tự nhiên cô nhanh nâng cho mình nữa anh em mà tất cả các bạn còn lại không được nâng là người ta thiệt thòi sao? Nè cầm về đi. Dạ. Má trả mày nè. Sao lại? Tao nâng điểm bà gãy lưỡi luôn á, bà không nâng được tao 0.25 luôn á. Mày được cộng 0.25 á, bà nói là do bà chấm sót mày một câu cho nên bà cộng thêm cho mày đó, chứ không phải là nâng đâu. 5 điểm 4.75. Mụ nội nó đồn như lời thiệt chứ. Mấy đứa bị ô giờ thanh kinh đi học kiểu. Ê, lát vô cho tao mượn thú giỏ phải tập toán mà kép đó nha. Biết rồi. Chị trời. Cái gì vậy? Đi. Cái gì vậy má? Rồi cái vụ gì? Tự nhiên cái gì lén lén đi vậy? Trời ơi, lúc nãy á, cái con nhỏ kia nhìn cái mặt nó dữ tợn á mày. Nó không biết nó có phải là đại ca hay là chị đại chùm trường nào. Mà lúc nãy nó nhìn tao, tao thấy sợ sợ sao á. Không biết nó có thù oán tao không hay là nó có không ưa tao rồi lát ra về nó chặn trước cổng trường nó quýnh tao không mày? Trời đất ơi, mày bị điên hả Nhi? Trời ơi, mày có bị khùng không mày? Thì mày đi ngang người ta thấy mày lạ thì trong trường này ai cũng như ai thì người ta dòm cái thôi chứ có cái gì đâu. Chắc tao suy nghĩ hơi nhiều. Ơi, tự nhiên anh nó nhìn mình với ta sao kỳ vậy? Trời, mày khùng quá như vậy. Mày khùng vậy người ta mới chặn đường tao quýnh mày đó, chứ không phải tao không ưa mày mà tao quýnh mày đâu. Đi. Mình nó đừng chặn mình trước cổng trường hả trời. Rồi cái gì nữa? Lúc nãy tự nhiên cái nó nhìn tao một cái mày. Ê, không biết là nó có thích tao không ta? Trời ơi, có khi nào mà nó để ý tao lâu rồi, bữa nay mới gặp mặt tao cái nhìn tao một cái nó ngại quá nó đi luôn. Có khi nào là nó về cái nó tỏ tình hay là chặn trước cổng trường nó tặng bông cho tao không ta? Trời ơi má ơi, bớt lại giùm cái. Nhi ơi, mày tỉnh lại giùm tao nha. Ba hồn bảy vía của cô Nhi đâu à, nhập vô để cho đó trở thành người bình thường giùm cái coi. Trời ơi, người ta đi ngang trước mặt mày á thì người ta nhìn mày một cái là chuyện bình thường. Mày nghĩ người xa xôi chứ vậy? Trời ơi thôi má ơi, đi vô lớp má, nắng nóng mà má ấm đầu rồi đó. Mày vô duyên quá, đi vô lớp. Hy vọng là lần sau gặp lại anh sẽ tỏ tình với mình. Rồi ngồi xuống đi má, tao lấy giải tập toán cho mượn nè. Ê, trời ơi, cái gì vậy Nhi? Mày làm gì tự nhiên hắt tóc vô mặt tao vậy trời? Ê, trời ơi, tao không cố ý. Tại tóc tao tự nhiên xù xuống cái mắt lên. Thôi, ơi, xin lỗi nha. Trời ơi, nó vô con mắt luôn nè. Cột tóc lên giùm tao một cái. Trời ơi, mình bị sao trời? Cái tóc này tức ghê luôn á. Tự nhiên cái hắt tóc vô mặt người ta à. Rồi tự nhiên thấy có lỗi vô cùng luôn á. Xin lỗi nó rồi, không biết nó có đại bụng không ta.
không biết nó có ghim mình cái vụ mình hắt tóc vô mặt nó không trời. Trời ơi thiệt luôn, mình tức mình ghê luôn á trời. Tiện cái tóc bực bội quá à. Trời thấy khó chịu quá ta. Trời giống như mà mình làm một cái lỗi gì đó lớn lắm luôn á. Mấy em lật qua trang cái bên nè. Rồi cái đoạn thơ đầu á là trời sao mình vẫn phải có lỗi với thằng Tấn mình hắt tóc vô mặt nó nãy vậy trời. Biết nó có giận mình không ta. Nhi suy nghĩ gì vậy má, đừng có nói còn mơ tưởng với cái tới cái hàng hồi nãy muốn cưới đó nha. Gì có đâu má, chuyện khác má ơi, dành cho người mình thương. Nhi lên làm bài. Dạ sao bài dở cô giảng trên này mà không lo tập trung, ở đó mà ngồi nói chuyện với các bạn cái bên vậy hả? Dạ biết rồi cô, dạ xin lỗi cô. Tập trung vô nghe chưa, không có nói chuyện nữa à. Rồi tiếp mà tụi em. Trời, cái gì vậy trời, sao tự nhiên cái bữa nay bị cô nhắc này trời. Tự nhiên bữa nay mình nói chuyện trong lớp vậy, sao mình không tập trung mình học bài mà mình lại lơ là việc học rồi vậy. Trời cô nhắc mình vậy chắc cô để ý mình rồi, chắc cô buồn mình lắm. Ôi có khi nào tới lúc học phụ huynh cái cô nói với mẹ mình không ta. Ui mình đi sao trời, sao mình không tập trung học bài mà mình lo nói chuyện vậy. Đúng rồi, trời ơi sao mình tệ dữ ta. Có khi nào năm nay mình tệ quá, mình không tập trung, mình thi không được, mình không được lên lớp luôn không ta. Rồi sao mình không được lên lớp, xong cái mình không vô được đại học, xong cái mình không vô được đại học, cái mình đi lấy chồng, mà mình đi lấy chồng mà mình không có trình độ kiến thức, mình không có bằng cấp gì hết, cái chồng mình nó ghét, nó bỏ mình, nó đi hết bồ nhí. Rồi xong cái con đường mình tâm tối lạc lối, cái mình đi ra ngoài ăn cợm ăn cướp, rồi xong cái mình vô tù luôn không ta. Trời ơi chỉ vì cái chuyện mình nói chuyện trong lớp hả. Mấy bà gơ hay xưng vợ chồng kiểu. Ôi nhó nhó. Ê Ngọc, quay TikTok dự thi hát Hàm Tân với tao không? Hả? Ê cũng được, để tôi quay chung với mày. Chuẩn bị nè. Ê Tấn. Hả? Gì Khôi? Mày cầm cái điện thoại cho tao với con Ngọc quay đi TikTok rồi. Đây tao quay cho. Rồi, giờ sao? Vô nè chuẩn bị nha. Nhó. Trời ơi, mày kiếm cái nón mày đội lên giống tao nè trời ơi. Mới giống anh Hàm Tân hiểu không? Tao đây thay cái nón nè. Để lấy tao đội vô. Vậy được chưa? Rồi sao nữa? Vậy đó, sụp sụp xuống vậy nè. Rồi, hai cái tay bấu bấu vô vậy nè. O nho cái miệng nhéo nhéo nè. Ngon 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 nó vậy đó. Dạ, móc 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 vô vậy. Dạ, nha. Giờ đó, mày phải đưa cái tay vậy nè, nó trỏ trỏ trọt trọt vô xong cái miệng giật bên này giật bên này nè, nhỏ. Nha. Giống cái miệng nó bị tặc có mày. Mày đúng rồi đó, hai cái tay là phải vậy nè hiểu không? Giống như là bị cùi vậy đó, còn cái miệng nó nhéo lên vậy nè, nó chuyện nhéo lên hiểu không? Giống như là bị liệt dây thần kinh số 7 vậy đó. Rồi, sẵn sàng nè, quay nè, vô. Rồi, nhìn vô camera mày hát nhé cho tao đi, mày khỏi cần hát. Thôi ta nè. 2 3. Rồi, ok, rồi quay đi. Vô. Nhì nho nhì nho nhì nho nhì nho nhì nhò 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 nhì nhò. Tại tao mỏi cái miệng mày ơi. Dạ dạ, nhớ vợ quá à. Ủa trời ơi chồng, sao chồng giờ này mới vô vậy? Hồi sáng này á, mẹ chồng á chở chồng đi ăn bún bò á. Ủa mà sao hồi sáng trước khi đi học á, vợ có nhắn tin rồi gọi cho chồng luôn, mà sao không thấy ai bắt máy, mấy ai trả lời cho á. Cho nên hả, mê ăn quá cái bỏ quên cái điện thoại ở nhà luôn, nên đâu có biết ai gọi ai nhắn tin đâu. Xin lỗi vợ nha. Trời đất ơi, chồng đó nghe, dạo này như vậy là không có được nha chồng. Bỏ bê không có quan tâm gì vợ trơn á. Xin lỗi mà, chuyện tới bất ngờ, đâu có ai mơ muốn đâu. Vợ, đi xuống canteen không? Đi xuống canteen, chồng chuột lỗi nè, chồng mua xì tin cho vợ uống nha. Vậy thì được, đi. Chồng có đem theo cuốn bài soạn văn không? Lát cho vợ mượn đi, quên soạn rồi. Có soạn bài rồi, có đem theo nè, yên tâm. Một lát nữa cho vợ mượn nha, đi xuống canteen. Hay quá vợ, yêu chồng, đi. Ê Tấn, mày có thấy là nó lạ không Tấn? Hai đứa con gái sao lúc nào nó cũng xưng là vợ là chồng với nhau ngộ mày? Sao kỳ vậy ta? Sao hai đứa con gái lại xưng là vợ là chồng ta? Sao kỳ vậy ta? Ê, vậy thôi tao với mày cũng xưng là vợ là chồng với nhau đi, cho giống tụi nó. Chơi mày luôn mày. Vậy bây giờ tao là chồng nè, còn mày là vợ nha. Ok, vô, chồng ơi chồng. Ơi vợ, yêu vợ quá à. Yêu. Kiếp nạn đầu năm bị thầy cô ghim kiểu. Mày mày. Đi. Thiệt tình cái đứa này. Cô do học sinh đó. Nói đi tụi em.
Rồi, trật tự cho tụi em, để cô xếp chỗ tiếp nè. Tại nam này. Ơ, em hả cô? Ra đầu bàn ngồi. Ơ, thôi cô ơi, em không ra ngoài đó ngồi đâu, em thích ngồi trong góc này à. Lẹ đi em cao hơn bạn ở dưới kìa, em ngồi đó các bạn ở dưới không có thấy lên bảng. Ủa, cái bạn dưới này cũng cao bằng em mà cô, thôi em thích ngồi ngoài đâu, em thích ngồi trong đây à. Bây giờ em không ra đây ngồi đúng không? Em tên gì? Ơ, dạ, em tên Hùng. Hả? Tên Hùng hả? Tên giống người yêu cũ cô ghê ha. Thôi, cô cho em ngồi đó đó. Em cứ việc ngồi đi. Cô chúc cho em bình an. Rồi, chúng ta học bài đầu tiên luôn ha. À, để cô kiểm tra thử coi tụi em còn nhớ kiến thức năm ngoái không nha. Hùng, lên cái bài em. Ủa? Em hả cô? Đầu năm mà, chưa học bài mới mà. Có bài gì đâu trả cô. Cô trả bài kiến thức năm ngoái em. Ủa, kiến thức năm ngoái có liên quan gì đâu cô? Năm ngoái học xong ôn thi, thi xong cái nghỉ 3 tháng hè rồi sao em nhớ nổi? Ủa, kiến thức năm ngoái mà em không nhớ, xem vô bài mới được em. Làm sao em có thể lên lớp này được? Em ra trả bài lại cho cô. Em mà không nhớ kiến thức năm ngoái nha, cô dán cho em xuống lớp dưới đó. Thì hôm nay chúng ta học bài số 2 nha. Ủa, lớp hết phấn hả tụi em? Rồi, dài đó đi mua phấn cho cô đi nè. À, dạ, để em lấy tiền quỹ lớp đi mua. Ủa, không, em lấy tiền thủ quỹ á, đi mua phấn cho cô đi. Ủa, bạn thủ quỹ bạn giữ tiền mà, sao bạn không đi kêu em đi con? Thủ quỹ là con gái, còn em là con trai mà, sao em không ga lăng dưới chân vậy? Em nở lòng nào để bạn nữ bạn chạy dưới bạn mua phấn sao bạn chạy lên đây hả? Em con trai lẹ làng hơn, đi mua đi em. Dạ, thôi, để em đi cho cô. Lẹ lên nha, cô cho em 2 phút thôi đó. 2 phút? Mà trên đây là lầu 3 lận. Từ lầu 3 mà chạy ra tuốt mà canteen mua phấn xong chạy ngược lên. 2 phút sao đủ cô? Cô không biết, em mà lên trễ, quá giờ, không kịp giảng bài, cô nghỉ dạy. Rồi, đây cô ghi xong rồi đó, 15 phút bắt đầu. Ủa cô? Gì đó em? Ủa, sao cô không canh mấy bạn đi, cô canh mình lên em vậy? Ủa, em hỏi ngộ vậy? Kiểm tra thì cô muốn nhìn ai cô nhìn chứ em? Cô dòm của mình lên em không có tập trung em làm bài được. Mấy đối tượng mà ngồi trong góc á, dễ quay bài lắm, cho nên cô nhìn em là đúng rồi. Rồi, hôm nay chúng ta trả bài tiếp nha. Đây à, Hùng, lên trả bài em. Em nữa hả cô? Ủa, hôm qua cô mới trả bài em xong mà. Ủa, trả bài rồi là không có quyền trả bài nữa hả em? Trả bài rồi thì cũng phải học bài để cô trả bài nữa chứ. Em học bài đối phó hả? Không nói nhiều, lên trả bài lẹ lên. Không thôi cô ghi không điểm bây giờ. Ủa Tùng, dạo này mày làm gì siêng năng học bài vậy ba? Trời ơi, tối hôm ba tới giờ tao học khoảng mấy chục lần rồi đó. Tao thuộc hả, không thiếu một dấu phẩy hoặc dấu chấm luôn đó. Tao thuộc bài dữ rồi. Ừ đúng rồi, hôm bữa ngày đầu tiên vô lớp là bà cô bả ghim mày rồi đó con. Kỳ này tao chắc bả ghim luôn đó. Tao học thuộc không sót một cái nào luôn. Từ đầu năm cho tới bây giờ học bao nhiêu tao thuộc hết trơn luôn. Tao chắc bà hỏi tới bến luôn. Rồi, tụi em mở sách ra đi, chúng ta vô bài mới nè. Ủa cô ơi. Hả? Gì đó Hùng? Ủa? Hôm nay cô không trả bài hả? Bữa nay bài dài lắm, cô không có thời gian để trả bài đâu. Vô bài mới luôn nè tụi em. Cô ơi, không ấy cô trả bài nữa đi. Bữa nay em học thuộc dữ lắm á cô. Ủa? Học bài đó là cái nghĩa vụ của tụi em mà. Ngày nào tụi em cũng học bài chứ. Đâu phải mà đối phó với cô như vậy. Học bài là việc của tụi em, còn trả bài hay không là chuyện của cô. Hôm nay cô thích, cô không trả, được không? Trời ơi, cứu tôi, chết tôi trời ơi. Khi chơi nói chữ tên và nghề nghiệp tương lai kiểu. Rồi, cái tiết học hôm nay hết sớm cho nên là còn dư một chút ít thời gian. Cô với tụi em sẽ chơi một cái trò chơi nhỏ ha. Đó chính là chúng ta sẽ ghép cái tên của chúng ta với một cái nghề nghiệp nào đó mà nó có vần gần giống như nhau ha. Ví dụ như là cô tên là Diễm nè, thì sau này cô sẽ muốn làm nghề trang điểm chẳng hạn. Vậy ha tụi em. Dạ. Dạ. Rồi, bắt đầu đọc cái tên lên cho cô nghe nè, ai nè. Cô, em kìa cô. Rồi, em. Dạ, dạ thưa cô, em tên là Hải, vậy sau này em sẽ bán bắp cải. Bán bắp cải rau củ rồi cũng được. Rồi, tiếp theo ai nè? Cô, tới em. Em. Dạ, dạ thưa cô, em tên là Hân, vậy sau này em sẽ đi bán phân. Gì vậy em? Bán cái gì mà có mùi như vậy? Trời ơi. Không phải cô ơi. Phân ở đây là phân bón cô, phân bón cho cây trồng nó tốt tươi á, làm phân bón làm về nông nghiệp á cô. Bán phân bón làm bên nông nghiệp cây trồng đổ ha, thuốc trừ sâu đổ ha. Trời ơi, làm cô tưởng em vô toilet em hốt ra em bán. Rồi, tiếp theo bạn nào nè. Tới em cô ơi. Em. Dạ thưa cô, em tên là Nhiên,
vậy thì sau này em sẽ làm giáo viên. À, đó thấy chưa, làm giáo viên được nè tụi em. Rồi bạn nào tiếp nè. À, cô, em cô ơi. À, em. Dạ, dạ thưa cô, em tên Như. Tên Như hả? Tên Như thì làm gì ta? Như thì chắc làm giáo sư hả? Vậy thì sau này em muốn làm kỹ sư. Ừ, kỹ sư cũng được rồi. Ai nữa nè? Em nữa cô ơi. À, em. Dạ, em tên là Tú. À, tên Tú hả? Tú thì tên đẹp nè. Tú thì bán vú. Ơ, trời, không phải, chứ làm gì em? Thì sau này em sẽ đi bán bánh ú. Ờ, à, bán bánh ú được rồi, tưởng bán ngon á, sau này bán bánh ú nhớ đem qua nhà cô nha. Rồi rồi, ở bạn nào nữa nè. Em nè cô. À, rồi em. Dạ, dạ thưa cô, em tên là Kim. Vậy thì sau này em sẽ đi bán chim. Hả? Gì? Trời, gì mà bán chim rồi. Chim là sao em? Rồi sao bán cái khác? Không phải, bán chim là bán mấy con chim á cô, chim biết bay, chim cảnh đồ á. Rồi hiểu rồi, chim cảnh, cá cảnh đồ ha, rồi, vậy được. Rồi bạn nào tiếp nè. À cô ơi. Dạ, còn em tên là Thúy. Thúy thì bán cái gì cô, em không biết. Thúy hả? Thúy bán gì ta? Thúy không lẽ nó đi bán ma túy. Ôi trời ơi, thôi em tốt nhất là em ở nhà luôn em ơi, em khỏi đi bán nha. Trời, em bán cái đó tù tội rồi sao mất công an vô nó hỏi cô nó. Thôi, đừng có bán gì cho em, rồi thôi bạn khác. Ôi còn em là cô, tới em đi cô. À, em nam nó trong cùng nè. Dạ thưa cô, em tên là Thái. Vậy thì tên Thái thì sau này em sẽ làm chứng giám. Ai chứ nơi thôi em ngồi xuống luôn, em ngồi xuống luôn đi. Tên Thái nó hay đọc lái kỳ lắm em. Rồi tới bạn khác nè. Cô còn em. Rồi rồi em nè. Dạ cô, em tên Ngọc á cô. Em làm gì cô? Tên Ngọc hả? Tên Ngọc làm gì ta? Tên Ngọc sau này chắc đi móc bọc của em. Sau này em đi ve chai làm đi móc bọc nha. Rồi, bạn nào nữa nè. Cô ơi, em tên Nhi. Nhi nè cô, làm gì cô? Hả, Nhi hả? Nhi làm gì ta? Nhi thì chỉ có đi làm cu li ở đợ làm ô xin thôi chứ làm gì. Rồi tương lai của em làm người hầu gái nha. Rồi, còn bạn nào nữa không? Cô, tới em đi cô. Trời, em chờ nãy giờ luôn cô. Rồi, em đang gấp bàn chó nè. Dạ thưa cô, em tên Sĩ thì sau này em sẽ làm được.